xa bát hải đến đồng bằng tô toan kiều thất hành linh nghiệp khác thành ra hồi cung quan lớn chịu từ người là con vua thứ hai đời lê thái tổ quản tài chịu thành ra hồi cung đến thánh thượng an vui vẻ đến dòng sớm hôm mai thánh châu đệ nhất vui vẻ đến dòng ngày chơi phục sinh lầu hồng vào xa loan xa hồi cung tiên thánh thượng an con tiên dâng quan tiên thánh châu bà đông phúc kim quân quan kia sáng đền châu trưng ở đây sao sạc lắm canh dễ kêu đồi núi vắng tành ý à. Thank you.
mặt mặt phượng lòng lanh y có chớp mưa tuôn đầu gành ra từ ta mắt mắt vừa long long lanh nghe y y a y a y a số ba loạn xa đi đây đi à nâng nâng ai gốc dòng sơn trà đến chầu ngày băng súc súc măng già băng xe băng châu lan giá về đây sân lâm hồ dễ bột cây lên sơ dầu dầu trình thành kinh dâng lên trước trình phật thánh so con trình cô cha còn xin lên cuộc mẫu diện cỏ sức sức cho con tâm lòng thành đêm 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 đôi đôi hướng đi rừng cứ đêm đêm đôi đôi hướng đi rừng ta nghe tiếng thú người rừng gọi nhau lạy chúa về trước ma sơn trà chứng rừng chứng trong vàng vàng kim ngân đất tây thiên buồn sông đăng châu bố dịu dàng mẹ bay thật lư đài giọt thật giọt dài sông tình sao bắt đầu vân hà tí à khi thân thói núi dâng lên châu ba về đồng dâng tiền kim thân đổ cho ra sự bơi thân thân bèn cười đổ cho đường tốt đường người
soi trong đền châu đẹp làm sao. Tay mua tiền trong chầu thật là duyên.
cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Người trần gian thiên sư ba mươi mộng một có mười tư luôn dầm ba mươi mộng dòng chơi
không sai, sai phong màu lù hương tôn dòng lệnh đồng dầu bà sinh dân trên đó đó. Non cao ý an
xúc mang già, mang tre mang nữ có thơm làm cả đôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thơm nhất là lan, thơm nhất là lan cánh hoa lan còn đây, cánh hoa lan còn đây. Hôm nay đông vui trầu về đây, đến đây ban phúc cho muôn nhà, muôn nhà đổ lệ ước cuộc sơ sau con thành danh. Chiếm bao đời giặc mình nghi sầm sầm chiếm mơ bao đời đốt đốt nhà cướp mơ của hại người thương dân đi. Châu Quyết đứng lên tìm thầy học đạo, có mười năm tròn nền học đạo tính nhớ thông. Hôm nay là xưa oai hùng mề mười tám một
khó học mà không nghĩ lâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bác lệ đi vào đền thờ châu bé thấp cao mấy tầng, có ngàn cỏ hoa nghiêng mình hơn hờ bầy chim muông bách thu quỳ tâu cần chim ngoài dịu rít bên nồng con dò gì thú sơn trang đẹp cảnh tự nhiên trời một bầu gió ban trăng thành đi
chú bé con ra về đây. Lòng sao nhớ năm ấy năm xưa.
trong nắng gian hòa hương thơm đã tỏa đường xa lối gần. Xuân đã đến nên muôn phần tươi đẹp mừng thọ ông bà gieo hạt đầu xuân đã thịnh mời dầu tổ sáng. Cành mà xanh ngọt, con nước nước có nguồn đi. Bể cá mà sông sâu, người ta sinh trưởng bởi đồng. Cho các cháu buồn
non xanh ngắt miên, nhờ có tổ tâm trầm hoàn trăm mi họ gian nào nhớ cầu bách kiều quý sao. Con dâng lên bánh huyết đi tổ tiên đi ông bà một đôi hỏi cùng à là từ thân đi bà tổ cô ông mạnh mạnh xa ra hồi cùng tứ thủ ông hoàng con tin dâng văn tứ thủ ông hoàng mà hình ông mơ thoại về chân ra. Lòng bộ hành để hoàng về trước mã văn thank you.
linh hồn. Nước bạc lòng ý nanh xôn xao sông vỗ bên đi gành. Bên gành trăng soi hồ quỳnh tiên giọt chén rượu đào. Dâng nhất tuần sư dâng lên trên bề ngọc. Kính mua cung mẫu để các cô dâm bờ là đời. Chúc ông hoàng ơ sơi ô sơi chúc quan hoàng ơ sơi. Tay tiên mà giót chén rượu nào nhị tuần á dâng lên bề ngọc. Kính mua kính để các cô dâng mời là mời rước ông hoàng bơ rơi à rơi rước ông hoàng bơ rơi. Quỳnh nhị tiên do chén rượu đào dâng tam tuần chung dâng lên trên bề ngọc. Kính vua cúc mẫu để các cô dâng mời là mời chúc ông hoàng bơ rơi ô rơi ô rơi chúc ông hoàng bơ rơi. Ngồi từ bên khe suối lòng lánh giang khề trước thuyền dầu ai lòng mê lạnh giang khề thuyền là dầu quan hoàng thoại treo về đi. Tấp nập rộn ràng bản đêm hôm nay tấp nập rộn đi giang giang đêm giang đêm kết chữ dương hoàng hồi. Hồi cung bảo hà hoàng nhắn ai à, lên đất bảo hà nếm mùi phong nguyệt đó là mê cao giữa đêm xuân. Đêm xuân ngoạn cảnh chơi giàn đào. Hình bóng hoàng về hôm nay
mong ông bảy hệ sớm ôm thân cầu đăng nhang phục ở chân trình có chú Nam Mô, có chú Nam Mô chân trình có chú Nam Mô A Di Đà Phật hoàng đi chấm phục đắc rồi đại sang đông thung đình 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 như lai tiệm khai khai thân nhật thân nhật chiếu quang minh khai hình hình làm chuyện khai tục năng bộ hành ông về chiếu ngựa thần
chủ hoành quân cơ tạm đặc nhàn nung gang sành sắt quan hoàng bày luyện tiên trời mây khói kỳ cục thâu canh đất đất là y hoàn tùy nhật sáng soi tùy nhật sáng soi lòng dũng kiệt thường gánh nặng giá sắt được mồi phong nguyệt là thế thế như ả phù sông gọi quốc hồn ấy mùi phong nguyệt nước non để mê quốc tuy quốc hồn xưa Phổ Dung ơi, nàng ẩn hiện đâu đây? Dường như ngọn cỏ cành cây lá đàn hay hay ông bày còn xót nguyệt bày hoàng sơ trà tàu thuốc lá quan hoàng ngài ưa thích thuộc công kẹo xìu lúc lúc hành quan hoàng bảy người bảo vệ sơn hà khi vui điếu thuốc xúc xúc trà ông bảy người phong nguyệt đi a là đỏ la đó là tiên cảnh thần tiên sang u sang u lưu phàn ở tiên cảnh thần tiên trên bão thổ bát nội đồng lệnh bài sai thổ bát nội đồng phục nghênh đón sức hoàng về bảo hà cùng thanh gia thủ Nghệ An Đức Hoàng mười chân thủ Nghệ An vô huyện thiên bản làm quan đất phù sa
Quỳnh tiên mà nghe tin ông mười tới thiên diện chạy lòng thơ Vân Tiên. Vân Tiên mượn cánh chim hồng nhang phục thờ chân kinh có chư Nam Mô, có chư Nam Mô chân kinh có chư Nam Mô, hòa kim trung đồng hốc tông lục chi thần thông, thân phùng thì như lai điểm khai khai thân nhân chiếu quang minh, ai hình hình năng trường, ai chức lòng bộ anh thì hòa về chức lượng thần. Vì họ nguyên con bắt ghế giúp ông mười về về bàn bên đây để tay tìm chút xem diệu nào nhất tuần xưa dâng lên bề ngọc kinh vua kinh mẫu để các o đập đập mời là bởi dứt quan hoàng người xưa các o đập đập mời dứt quan hoàng người xưa quỳnh nhị do chén rượu đào lưng nhị tuần á dâng lên trên bề ngọc kính vua cung mẫu để các o dâng mời là mời chúc quan hoàng mười sợi ô sợi ô sợi chúc quan hoàng mười sợi tam bối chúc chén rượu đào mà tam tuần chúc dâng lên trên bề ngọc kính vua kính mẫu để các o đấng ơi là đời
sức quan hoàng mười sư, các con nâng nâng mời sức quan hoàng mười sư. Một tuần nhang tưởng người anh kiệt, sự gương xưa lâm lâm liệt, chư văn võ ái quá. Yêu lược thương dân, quyết bảo vệ sơn hà cho dân nó ấm, cho nước nhà được bình an. Chỉ bày hạ rồi sáng đông mà tiệc xuân sang dày hội đến hoa mà người đi cứ ngỡ như nước dòng làm chứng tâm hoàng tiếp lộc cho thanh lê đồng. Đúng đó, ông cho ông thì cầu lên mà ước mơ được trong gia chung mơ. Được chiến thuật mà dưới hoa chứ người vô thì cầu lộc cầu tài đó, mà cầu xanh cầu xiềng cầu cho ra trời cam lộng đúng đó, chữ lược mô xanh
băng dòng lược sông Lam. Trên nơi mô lao xanh được bằng bản tên họ Nguyễn đây. Ông mười ngự đồng chứ biển ông mười xa ông cho thì được dòng cửa cao nhà cho buôn may rồi bán đắt cho lộc đề đã được hình. Trông mười về chẳng chẳng đến chẳng chẳng phủ hoàng chứng tâm mơ cho họ nguyện chồng con nồng quê thanh trong sự nghiệp mà sinh sinh thì có câu bền thủy mà tới anh linh thì có đền quan họ luôn bàn việc lược ra đúng đó hoang mang tay tháo lược để hiến rắn đúng đó mà lệnh sắp dòng điều tướng điện quân gương thiên gia sức ngựa hồng ông hoàng mười sông mê pha tới dinh đô quan họ trên trời mà trên trời đẹp em nhật là mấy bản đền hôm nay mà đẹp nhất có bóng quan bóng quan hoàng chứ nước Việt Nam còn họ Nguyễn con xây nên đền ngọc để đêm ngày họ Nguyễn con phải khỏi nhà.
đường về Nghệ An ngàn mây xanh nghe thắm lắng lắng sớm lòng lành lôi hồng soi bóng dòng nam tiếng chim ca hòa trong gió gió xuân rộn ràng vì Nghệ An thấy lòng sống sang nghe danh thơm quan hoàng mười vang con xin vui đầu thắp một tuần dù đường xa cách trở nhưng đâu ngại gió sương đêm ngày gió sương đêm ngày hoàng ngự về đây đông mờ sang bóng quý quan hoàng ngẩn ơi sau trước gần xa ông xem ai hữu duyên hoàng thượng ông ban cho đồng ngày ngày dầu ngân sang kia lực danh ba miền vỡ nhà ra sự bình an rẽ áng mây vàng trên thượng thiên rẽ áng mây vàng cưỡi con xích biểu dứt ông mười hoàng vô bên thủy Nghệ An thành ra hồi cung thiên hai là cảnh bông lại đấu cô đôi thượng kỳ tài tài cô hai họ hầu vua hầu mẫu đôi hầu vui hầu mẫu ba tòi tiếng tăm lừng lẫy vũ bà yêu thương cô vợ về đồng mưa đành phân soi gương ý cô vẫn á đầu cô đôi đôi chơi quán sở mà tân lâu sẽ dàng lên chùa thương để đức vô xa để từ cô có trẻ có già xa cho đông cô đứng trên ngàn ngàn xoắn ngàn ngàn cầu cô đôi về ngỡ phật quan âm tay cô đôi đàn biện phật tháp ta ngầm mi ba bốn năm bề siêu quạnh vắng tanh ý
ba bốn bề hữu quanh quanh bằng tanh măng tre băng nhựa mọc quanh đầy ngàn con sắp đôi tay bay tình cô đơn. Cô ra đàn anh ngơ linh nhiều cô đôi là công chúa sơn tình. Giòn đầy đặn mà sinh phần năng màu da cô trắng tựa tuyết mùa đông mi xa ngà biết đi bi mà lưng nghi ông cô gì đâu xa đôi chân cô đi đua nhờ mà đua nhãn bước nào mà xa bước nghi tin nàng nguyện ta cô chơi dành lòng vì tàng đá người ta. Cô hay băng chúc chúc băng già băng tre băng băng nửa cỏ cơm làm cả đồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gần xa cho đông người. Thank you.
nửa đêm cô bơ nghe vang vọng tiếng chuông đêm. Chuông đêm hàn sơn chân chân bước xuống thì còn khoan dô khoan bách rằng bách nhất còn khoan dô khoan bách vì cốt đời gì còn khoan dô khoan bách bách ba thầm thầm xèo còn khoan dô khoan cô mở lại xa treo từ cô treo từ còn khoan dô khoan từ cũ sáp ba còn khoan dô khoan treo qua đền chinh khoan khoan còn khoan dô khoan trèo về phủ bóng còn khoan dô khoan để tới đền cô còn khoan dô khoan cô về tới đền lộ còn khoan dô khoan đến dăm đền sờ còn khoan hò tiên đình xa từ còn khoan dô khoan đại lộ đền đức ông còn khoan dô khoan tiên cô vui sư còn lại hò khoan được mũi thuyền dầu còn khoan dô khoan yêu mến thánh đồ chơi phủ Tây Hồ còn khoan dô khoan vào chùa chân cua khoan hò hò lê bật sơn hò rồi cô sơn nhớ ra rằng ngày hôm nay còn khoan dô khoan 20 tháng gì còn khoan dô khoan họ Nguyễn Bắc Nghệ còn khoan dô khoan làm lễ thượng Nguyễn còn khoan dô khoan rước vòng cô về còn khoan dô khoan nghề bàn con khoan dô khoan tới cụ tới đề con khoan dô khoan cụ sinh cảnh đẹp con khoan dô khoan đốt đồ phong hoa con hải hò khoan thiên giang thiên cô con khoan hò khoan đã tới bến ra con khoan hò khoan 12 thì thủ con khoan dô khoan dài tách lụa đào con khoan dô khoan rước cô ba tôi lên khoan hò đúng là cô bơ thải ở trong đền hàn cô mới vô tình tang là tiếng tang tình a tang thính tình ta công chúa ba bông cô nghĩ là công chúa ba bông yên tâm lành nhà phố truyền cô kiếp bơ về đây tình tang tình tang sinh nhi phụ đời dù ai đi ngược về xuôi Thank you.
Tết cũ lê chiều có cô bơ hoài mình hiểu thành nghi tân cô khăng 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 lắm vững cờ trần mình đi. Càng thêm nức tiếng của thương
trừ ta có sữa bệnh nhiệt cứu sinh nghe cho đời. Có bước qua tay lên hồ mẫu thường có sớ tràn sơ nghi để tổ tam tỏ tổ khen mẹ cô số nết lực lượng tiến thường dành ý. Thank you.
vân từ bi tam tòa thiên thánh chúng tâm ơn cho đồng mình đi à.
trên ngàn núi cao, cô sáu ngàn dặm lơ lơ lơ, đôi chân cô bước bước trên thềm hoa, mở đường nhân nghĩa ấm no cho mọi nhà. Ai tâm thành cô sẽ trao cho đường ấm no, cho buồn cho bã thấp thắm trên trần gian. Trần gian ai biết cô sáu ngàn tuổi linh, trần gian ai biết cô sáu ngàn tuổi linh. Hôm nay đông vui cô về nơi đây trương tâm cho thanh đồng, cho thanh đồng cầu đền đức đường cho cháu con thành danh, cho cháu con thành danh. Xuân về thu đông muôn chữ bình an. Xảo hai vượt túi trèo to đi, mang lồng đến, mang lồng đến bạn đền nó ấm đi, mang lồng đến đi cho buồn nhà bạn đền ơn nhờ đi nó trên đời có một đợt kẻ sát tà nhất bực bực không hà ý à. Má hay hay sức lực hướng tay, áo làm ngăn phạm sầu tay.
có mạch vì sao lòng duyên âm dương, có mạch vì sao lòng mi chỉ người thịt riêng công đồng thể chảy qua I'm
Cục vào là đất xe ra là trời. Cục vào là đất xe ra là trời. Cố xoay cho quốc phú dân thường, xoay trong làm việc tốt năm phương tài hoàn. Sau sau đám cô sang tỏ vần xa, xoay cho đất nước nở hoa bồn buồn. Đi hai điều hòa những sông tình sao bắt đầu ngân hà. Ý à, âm đàn nguyện quốc lâm cung, ngoài hồn bọn nước sông lòng thế nhân. Kìa cung thương gió sở bay gần gần. Ý à, cô lấy làm nhà, lấy làm...
chín đi dòng giúp cho cầu sao được vậy âm mi nó đi. Ai mà thành kinh nhất nhất tâm so buồn so ban bạc vàng đầy kho, ai tâm thành có phúc cũng cô cho đi. Nó tu lờ lăng hoa vô tùng
tình mà đàn ngũ âm tan tình nghĩ tình nhẹ tan đêm thành nhẹ mắt vòng giữa vòng giữa đàn bạn thiên hội họp phúc đàn sao ca vòng bạch ngọc tay ngà uốn khúc và thành phong áo lụa xinh đế đầy ngàn hoa quả xung suy mưa nắng lửa
thương cưới trên mình hiền bạch thượng xa quân lệnh truyền các chúng sơn thần sơn trang tam tướng hộ dân chữ hoa đào thắm đôi vân vài.
lòng về đây bàn nhiều, bàn cho đầu dài đất xa nhiều. Cho lắm tôi cho nhiều hơn xưa, người chân gian kia sớm phục thờ ba mươi một bộ hôm sau ba mươi tư. Cô đi lên ngàn, cô đi lên ngàn, cô đi xuống suối em ơi, con suối suối chảy về đâu, con ta ta lững lờ bên suối, con ai ta con ai ta cứ hát bên sườn đó. Rừng núi ơi, rừng núi ơi, nghe tiếng ai gọi, dòng suối trong trong mãi buồn đời. Cô bé thương ai thương họ quên nhiều năm đấy, và những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Trong xa, gió thổi gì sao có thôi.
Cô mấy phán đi mà, cô mấy phán đi mà, hì hà hì hù, hì hà hì hù, cất cất lù cất lâu. Cha cháu nhậm kỳ, cha cháu nhậm kỳ, hành ra hồi cung. Lòng thành con thắp hụt tuần nhang, dân văn sự tích cam đường, tiên cô. Sớm nắng chiều mưa đi an. An gì sớm khắp bản làng nhẹ gót rung rinh suối khe đồi núi gặp
anh nhà mình nức tiếng bốn phương đi nga. Chiều quỷ gánh ra đi, xung danh con ngọc quẩy đi cho đời. Cô tới đâu hoa cười chim hót, thắp bàn là nhẹ khót xung dinh. Quẩy đi cho đời dần đâu đó như người tiên nữ chữ kiệm cần đi lửa vàng son ý à. Cắn chuông đen cắn đậm đà đường đeo xà tích tai hoa bấm vàng áo đổi vai dịu dàng và phát lên mỗi nước bao nhiêu ngàn đường mong từ trời xanh với trăng trong thế hà. Từ trời xanh với trăng trong bỗng dung một mảnh đức ổn thành cao sổ mát hàn thiên đạo bốc gọi vì trời để lại nhớ thương người tiên gửi đất cam đường ý hà. Người tiên gửi đất cam đường số thiên ghi để bốn phương phục thờ tự tiên nữ đi về sớm tối tài cô mới ban ra cuốn phương ngồi họp để đã hàng ngày cô ban gió thịt tương lưu xì cùng lâu lâu cho nhiều năm ngoái năm xưa họ quyền con thi sớm phục thờ ta mới mộng hồ ngày mười thứ hôm dầm mặt ta mới mộng hồ. Bờ sông tình bờ linh tình tình y a sông tình nhật tình tình ơi linh tình. Thỉnh cô loan ra từ trung cung văn văn con rước cô về bắc bắc anh nghe đất đất cảm đường anh linh dùng tú cô đội về xa ngược đến đây tí. Thanh
giá hồi phục nghề. Câu hoàng mà thỉnh câu hoàng cả thành giá hồi cùng. Câu hoàng đôi được quân lên ngàn đồng giá hồi cùng. 37 tuổi xanh bậu bơ hoàng 37 tuổi xanh giá hồi cùng. Sớm tối xa vào bản đê đây cô bé xuống ra